Hello，今天不好不介绍，特别我特别介绍人诶药啊，食了，好人的抵抗力增强的。因为咧，当今的这个 COVID-19 大爆发，是看了蛮那惊了。因为古早的是 COVID-19，人听讲的是哎呀，是人的别人啦，别人啦。但是今日人听到个人是人身边的人，所以人家己是有影是这个点声爱家己顾家己，安怎来家己顾家己？除了咱定定爱洗手，除了咱爱穿口罩，哈，除了安尼款，咱特别好咱的身躯，属于这个 alkaline 的体质，哈，时时刻刻属于 alkaline 的体质。alkaline 的体质咧，会好咱的 immune system 加强，因为这个人若是讲伊的体质无 alkaline，伊是处于一种的酸性体质的人哈，一直啊因破病，了一直啊闲，哈，了做物件提不起精神，所以这就是酸性体质。这是叫做acid，所以咧，alkaline 的产品咧，第一好的咧，到底 market 咧，当今真正一人抢的物件咧，就是 chlorophyll 加 ecstasy，吼，你看哈，那卫生部长甚至世界的卫生组织，滴滴坑人都爱啉加只 ecstasy 一称呼，吼，加 chlorophyll，所以咧，当今我来讲者。今日无好无介绍，来介绍我人 chlorophyll 甲我人 ecstasy 有虾米甲人无相吼。我人先来讲下即个 ecstasy，可说 ecstasy 咧是 alkaline，有诶人啉啊 ecstasy 会胃疼哦，因为咧怎么说 acidic，因为伊即个有加白糖诶素，吼、哦、白糖会产生人诶身躯酸性，吼、哦，所以咧有诶人咧吼，伊啉了 ecstasy，伊会做伊胃疼，吼、哦，就是比较酸性。所以我考所以即个ecstasy 咧，我人 sugar free，OK，、okay? 了我人个是 alkaline 诶，所以我人 alkaline 诶 ecstasy 啉落去咧，袂互你 feel 到会胃疼诶，吼、哦。了即 ecstasy 要安怎啉？人啉一粒，到底注意未？一称咯，大人啉一粒就够了。囡仔你别看几岁啦，若是讲甲细汉的，你学伊一半就好啊。所以话 ecstasy 咧，内面是10粒，啊，看啉落去水呢，然后要紧是冷水，甲是普通的滚水，莫去下烧水，因为烧水会破坏伊的这个营养素，ecstasy 里面一个会加强人的抵抗力，了一个会好人的皮肤水，ecstasy 嘛，对哦，皮肤个骨个水，哦，所以这个 ecstasy 你是在讲安怎治安啦？当今咱来讲 chlorophyll，到底嘛个真是 chlorophyll，但是有的 chlorophyll 伊毋是纯真的吼，往口水咧，往 chlorophyll 咧是纯真的，加上一个柠檬，吼，柠檬本是抗氧化，本是好人增强抵抗力嘅，哦，真侪人用柠檬特别榨起来啉，吼、哦，让人嘅体质产生碱性，所以碱性的体质就是有高嘅这个 immune system 来 boost 人嘅 daily 嘅，人嘅 energy，就是需要碱性皮肤，碱性的体质。所以你看哈，当叫我人 chlorophyll 啦哈，但是你啉啊，你啉一头姜哈，一等于你食3 kg 嘅菜。所以咧，若是你爱食3 kg 的菜，佮爱 raw 的话，买煮的话，所以有可能哦。咱当今人安尼无用，了囡仔咯，佮吞青的菜无可能的事。所以当今本来是夹我的 chlorophyll 一支吼，若是有啉一头姜，但是咧我无去算头姜的，我是一头安个带落去水呢。所以我逐日都得用规家口，逐日啉着 chlorophyll，你啉滚水的，点啥你就加 chlorophyll 落去，伊无味素诶，哦，成个啉滚水样款，哈，伊是看到青色呢。了，我诶 chlorophyll 无成个有诶 chlorophyll 哈，伊啉落去哈，伊有薄荷诶，味素正重诶，无咯，我诶是有影真正，伊诶味素是真正成个滚水无半项诶。了，若是讲啦，你患病啦，后滚疼来讲本啦吼，高低落去水位啉，哦，但是啊，高滚疼啊，我根本无加水啊，我一头安看一头低落去吹，就是啉了的，哦，尤其是得房症，你得房症哈，你免去吹无挂血的，你举一个啉几罐落去，莫加水啊，我甲你讲，你人马上精神，你这个血小板哦，马上你指数马上去，哈，这是我真正做 customer experience，哦，像我那 chlorophyll 本是掺到水啉，免掺烧水的，哦。普通的温水，甲是冷水，加酸钾，本是袂要紧。当今哈，到底 TikTok 哈，乱 search 哈，真正侪人介绍哈
chlorophyll, yêu khi sĩ doctor, y gong chia lẻ hò lăng y immune system chân cao, chân chiang, pai tu, yêu khi sĩ pai tu, uy lăng bình bớt, bình giá trị bình bớt, tức yên vui y xoan sinh thị trị. So y lê, chế lê chán phình, hò y chán sinh chén sinh y thị trị. So y chén sinh y thị trị y bình bớt, y bàn bàn hô khi bình tức y quên khi. So y chế lê chlorophyll, kè khi hò lăng STC khi lại, sĩ perfect. Ha, đó thì đồng kim mà khi đem sang lăng sử dụng thì là anh khoản này sản phẩm để tăng cường lăng cái miễn dịch hệ thống. OK, kinh nghiệm vàng cái special offer, vàng lăng chlorophyll 31 này ha, 31 cái quan, bé nọ quan, 3 quan. OK, STC cố gắng chế lăng chiang, đồng kim này, yêu đa cái chế sản hóa cao, BWB. Chỉ có quý, bế quý 30 khó chứ đoạn, ủ thăm bế 3 điều luôn, hả? 15 khó nè, ok? So, kinh nghiệm bố hô bố gái xeo, lại gái xeo đại gái bị ăn chóa, đó đi chí lê phê chẳng sử trí, lại tăng cường của mình tự dị đất chế cái miễn dị hệ thống, lại đối kháng chế cái bình dịnh, ok? So, hi vọng đại gái, đó đi chế điểm xe, gà kì có gà kì, dùng chí lê chỉ là lăng cái chlorophyll, cả lăng cái STC, lại tăng cường lăng gia đình, cả lăng tự kỷ, đợt cái miễn dịch hệ thống. Kinh nghiệm bổ hộ, bổ giới thiệu, giới thiệu cá nhân vị trí. Thank you.